Sáng nay đã diễn ra hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Điểm cầu tại trụ sở Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì, cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Báo cáo trung tâm nêu rõ, 5 năm qua, từ năm 2016 đến 2021, trong thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại. Đây là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, với quan điểm, phương châm chỉ đạo xuyên suốt, đối ngoại Việt Nam là nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việc thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng đã góp phần rất quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước. Đến nay, nước ta có quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung và khép kín, đến nay, Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có liên kết kinh tế sâu rộng, đã ký và tham gia 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA, trong đó có các FTA thế hệ mới. Việt Nam là thành viên của hầu hết tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương quan trọng, đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn, cũng như hoàn thành nhiều trọng trách quốc tế. Không chỉ trở thành lực lượng đi trước mở đường trong từng bước hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, công tác đối ngoại còn góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe cho nhân dân, thể hiện đặc biệt rõ nét là trong suốt thời gian diễn ra dịch COVID-19 vừa qua. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, ngành ngoại giao đã tiên phong cùng các bộ ngành đẩy mạnh ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của cộng đồng quốc tế về vaccine, thiết bị y tế và thuốc điều trị, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh. Những thành tựu đối ngoại nói trên là kết tinh nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Như nghị quyết Đại hội 13 đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong đó có đóng góp rất quan trọng của đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong thành tựu đối ngoại chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của đối ngoại quốc phòng. Những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta, công tác đối ngoại quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt và hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác quốc phòng đã phát triển cả về bề rộng và bề sâu. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với trên 100 nước, trong đó có đầy đủ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tất cả các nước lớn với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả, tăng cường đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của Đảng và sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với công tác đối ngoại. Củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác, triển khai mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa đối ngoại đa phương, thúc đẩy đối ngoại ở các cấp, các lĩnh vực, đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân. Tiếp tục tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ gìn, kế thừa, phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, củng cố và nâng cao hiệu quả ngoại giao nhân dân, kiện toàn nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bất kỳ quốc gia nào đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại. Đây là hai vấn đề có mối quan hệ hữu cơ biện chứng, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết, đan xen ngày càng chặt chẽ.
đối ngoại không chỉ là nối tiếp đối nội, mà còn là động lực mạnh mẽ để phát triển quốc gia dân tộc. Độc lập tự cường, bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Vì nền ngoại giao Việt Nam như cây tre, mềm mại nhưng can trường trong mọi khó khăn, thử thách, Tổng Bí thư khẳng định, hơn 90 năm qua, Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại rất riêng, rất đặc trưng của Việt Nam, đầy hào khí, đầy tính nhân văn, lẽ phải, chính nghĩa, thượng tôn luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, với tinh thần đem đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Đặc biệt, từ sau đại hội lần thứ 13 của Đảng, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực, đối ngoại Việt Nam bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Từ toàn bộ hoạt động phong phú của đối ngoại thời gian qua, Tổng Bí thư đã chỉ ra 5 bài học để đối ngoại có biện pháp triển khai, phát huy trong thời gian tới, gồm kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, kiên định trong nguyên tắc, linh hoạt trong sách lược, xây dựng sự đoàn kết đồng thuận trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân, công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, bài học về sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước. Thời gian tới, bên cạnh thời cơ là những thách thức đan xen, Tổng Bí thư tin tưởng đối ngoại trở thành mặt trận đi đầu, mở đường, góp phần mở ra cục diện mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Triển lãm hội chợ kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số là một trong những triển lãm hội chợ tiên phong đi đầu trong giới thiệu về tiềm lực khoa học công nghệ quân sự, công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các đóng góp quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng kết hợp kinh tế trên không gian mạng, thông qua nền tảng số trực tuyến thực tế ảo. Đây cũng là giải pháp quan trọng hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp quân đội nói riêng, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung, tăng cường quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tới các tổ chức, nhà đầu tư, thị trường, khách hàng trong nước và nước ngoài, góp phần tạo sự bứt phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả cho các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Và hôm nay, triển lãm hội chợ kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số sẽ chính thức diễn ra cả trên không gian mạng và trên thực địa. VDEC 2021 không chỉ đơn thuần hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao thương, mà đây còn là sự kiện quan trọng để các đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp củng cố quốc phòng an ninh, khẳng định năng lực, thành tựu khoa học công nghệ, giải pháp công nghệ đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nội dung của triển lãm ấy thì nó có cái mới, có cái đặc biệt hơn so với các cái triển lãm khác ngoài các cái cơ quan bộ ngành ngoài nhà nước tổ chức. Đấy là chúng ta triển lãm những cái sản phẩm quân sự quốc phòng hiện đại, tất cả những cái sản phẩm công nghệ quân sự quốc phòng an ninh được triển lãm lần này đều có thể do các cái đơn vị doanh nghiệp quốc phòng trong Bộ Quốc phòng làm chủ công nghệ, làm chủ về cái phương thức sản xuất để có thể tạo ra các sản phẩm cho riêng mình và giới thiệu được đến đông đảo các cái đối tác khách hàng ở trên toàn thế giới.